Bác nhá, buổi chiều em xin phép quay cho bác xem một con lợn quay cực kỳ đẹp. Tại em đang ở Đồng Ý, Bắc Sơn, Lạng Sơn nhé các bác nhé. Này đang được ở trên lò rồi. Đấy. Đây là rất nhiều người đang chờ mua nha các bác nhé. Đang chờ đợi con lợn ra để chờ mua đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gần 10 người đang chờ mua lợn quay nhé các bác nhé. Thì đấy, trước mắt các bác đây là một cái lò quay bằng điện nhé các bác. Thì nó chín rồi là sẽ không cho quay bằng điện nữa, sẽ dở bằng tay cho nó đều hơn các bác ạ. Đấy. Đây là con lợn ở trên lò nhé các bác. Đấy. Con heo ở trên lò, lợn trên lò ấy. Miền Nam gọi heo, miền Bắc gọi lợn. Đấy. Đây là đang xoay bằng tay. Cái này bằng điện nhưng mà chín rồi thì xoay bằng tay thôi. Đúng. Lưng ấy, chủ yếu quay cái lưng, mặt lưng như chín ấy các bác. Rất nhiều bác đang chờ mua. Chặt ra mua thôi. Đây là sát là bụng cái ba chỉ chín rồi này các bác này. Ba chỉ chín lắm rồi này các bác. Đấy. Còn cái phần lưng thì đang nghi nó chưa chín lắm ấy. Mới đang quay cái phần lưng đấy các bác. Đấy. Cái này khoảng 15 phút là cho ra rồi các bác ạ. Đấy. 15 phút ra lò nhé. Bà đang chờ mua lợn quay nhá. Đấy. Đấy các bác ạ. Chờ một lát em sẽ quay cho các bác xem sau lúc chặt nha các bác nhá. Chặt cho các bác xem. Chuẩn bị cho lợn ra nhá các bác nhá. Đấy, bắt đầu. Đang chuẩn bị khênh nhá. Đấy, đã dỡ các cây tấm chắn là để cho thoáng. Đấy, mang sang bên kia tấm chắn đấy. Bắt đầu ra lò nha các bác nha. Đấy, chính thức khênh ra khỏi. Đó, khênh ra. Cái này chuẩn bị để này là để lấy cái nước của trong bụng nó ra các bác. Đấy. Đấy, chắn ở dưới. Cái nước nó chảy ra này các bác này. Đấy, chảy ra này. Chờ một lát nữa là bắt đầu là sẽ lấy nước cho các bác nhá. Đây đang cạo những cái màu đen rồi. Cạo cái màu đen đi nhá các bác nhá. Cạo màu đen đi, cạo cái đen đi cho nó đỡ không hai lớp được. Không hai lớp để chống nước chảy. Quất đâu ấy? Kia. Ôi. Chân con cái rồi. Rồi đang rồi. Đang chuẩn bị. Ngon rồi. Rồi. Cái móng thì bao nhiêu vậy chú? Cái đầu cái móng là hết rồi. Hết rồi hả? Hết. Ăn mông rồi. Vậy ba chỉ rồi. Chân đâu? Còn ba chỉ rồi. Đáng thì thấy cái đầu cái. Ô, đầu là phải trước kệ. Cái đằng cầu nó lấy hết rồi. Cái lướt này. Đấy, lọc luôn chân giò nha các bác nhá. Đang lọc chân giò này. Đấy. Đấy, chặt chân giò. Ra chân giò. Ê, biết làm chứ. Không phải ai đăng ký thì cái ông kia. Đấy, ra chân giò này. Tay anh nhìn. Chặt từ lên. Chặt đi. Đáng nhẽ ba chỉ về hết trước ấy, đây cứ chén đặt các cái khác chứ. Ui cái trước toàn thịt. Bắt đầu cho lên trên nhá các bác nhá. Bây giờ mới là rút cái đòn này. Pha hai chân trước rồi bây giờ rút đòn. Rút đòn nha các bác nha. Rút. Thành công rồi nha các bác nha. Đấy. Khách đã đến mua này, chân giò.
Ấy, đang ngắm vía chân giò nhá. Ấy, mua cái nào đây cô? Đấy, cái là đẹp. Ra chân giò này cái lại cũng đẹp nhá. Cái này béo cũng ngon hơn này. Da nó dày hơn. Cái nào? Đấy, bây giờ đến là cái này mới là ngon này. Ờ. Qua giờ chân mình cũng cái khấu đuôi đây. Khấu đuôi mới ngon. Bắt đầu chặt. Đấy. Ông chủ lợn đang cắt từng khúc rồi nhá. Nóng hổi nhá, vừa thổi vừa ăn này. Đấy. Nóng không? Chuẩn bị pha quả mộc này nha. Chân này. Đó, hai cái chân sau. Nghe không nhỉ? Không biết mấy làm gì? Cái xương thì nó đỏ là bình thường. Cái mặt xương đen này có mặt thịt dư. Không không thì lấy bao nhiêu đây? 5 lạng không? Thôi, thưa mấy bên đây. Nhất mà gọi là chưa từng có luôn. Mua rồi bác ăn thoải mái thôi. Cân rồi. Anh Minh nếm được không tính tiền đấy. Từ 1 đến 2 miếng. 3 miếng không cho đâu. 3 miếng là tính tiền. Ừ. Bé cân rồi. Quá đẳng cấp nhỉ. Chặt bắt nhỏ bông nhỏ tấm từ à. Thì này kìm ngay đấy nhá tôi. Nó là đây. Điều hủy ra đây, đấy. Ủa, ra thì lại cao thủ chặt thịt lợn. Cái tay đừng có bầu nhá. Thằng Hương vỡ máy luôn. Một cái chân trước, một cái chân sau. Lê chủ lượng này lấy xong đi. Bắn nhỉ? Chặt chân giò nhé các bạn. Dao này chặt sắt cái được không? Vừa chặt sắt rồi. Vừa chặt sắt rồi boom đi. 200 tròn. 200 tròn à? Hai triệu à? A Bình ơi, nấu cái A Bình quá rồi. Thế đấy nhé, nóng ao đấy, nhưng mà mẹ cả ở đây có ở đây ao nhà mới cần tí cần nữa về trong
pet đây gần tí gần nửa nó ao hua bác ca này. Ủa, đúng rồi anh. Thế mà khai bác pet. Dám cá nó vừa là cá. Tí gần nó gần đây, tí gần đây. Tí gần đây vừa là khai kiểu vừa vậy. Cái mũ này ngờ gần này ui giời. Than. Dập học. Đây là cái chú. Cái năm mới xả, cô mừng bà lái đấy, từng cái tấm trăng năm nha. Cô mừng nhập tấm đấy. Bắt đầu đến vợ chủ tài nhá, chồng đi có việc, vợ chủ tài luôn, chặt luôn, ba chỉ. Xem vợ chặt như thế nào nhá, vợ chặt siêu lắm các bác ạ, không bốp.